của trong game. Đó. Oh yeah, thank you bro. Ok, chúng ta đi làm người ta tự hào hơn bằng cách đến nghe. Qua tự gió. Welcome back và chào mừng các bạn đã đến với video Minecraft Survival Game của Tiger, Jack, Vũ Lịch và hai con chó kia. Yeah. Con. Meo meo meo. Chạy sao cho chắc chết rồi. Đây rồi. Chạy. Tôi có cái quần rồi. Ủa bạn, tôi có cái dài rồi, chạy đi. Chó ơi, đợi chó. Có dụng khí. Sao mở ra một cuộc mình vậy? Đi nè. Run for your life. Không được luôn. Chắc đâu rồi. Nè chắc. Đây. Ô trời đất ơi, đúng vậy. Đúng vậy. Trời ơi, chắc có quần chắc chạy qua đây. Qua đây, no. Còn có gì vũ khí. Ông lấy quần. Ông lấy quần tôi biết coi chưa? Không có gì vậy. Tôi có quần khác rồi cha nội ơi. Con chó đi. Đừng giết chó, chó là của chúng ta, chó là đồng loại. Đúng rồi, chó là đồng loại, tôi ăn thịt chó. Ai Steve này. Giết này. Steve đâu. Này. Thấy có chân không ơi? Ok, có vũ khí từ. Ok, mình đã giết được một đứa rồi. Chó một đứa, một đứa luôn rồi. Tôi cũng full đồ rồi. Đó, có thằng ở dưới kia. Ôi, nó có quần sắt kìa, diễn không? Kill him. Diễn ơi, kill him. Kill him. Oh yeah, thank you bro. Thấy chưa, phải đồng đội, phải hiểu ý đồng đội. Damn sure. Yeah. Con chó ở đây đang lấy con một mình đây. Ok. What? Không sao, dẫn theo con chó. Hello. Đó. Má xin nhục bạn quá, không phải là con chó đâu nha. Mình đang ở riêng một mình đây, tội mình quá. Có con chó lạc rồi, có con chó lạc rồi. Một con chó đang đi lạc đây. Đấy không được. Ok đi chắc, anh em mình đi. Có bạn đi. Con gái, con gái. Một con chó này chó gái còn kìa, gái đi lạc kìa, chó gái còn kìa. Đi theo, đuổi theo. Câu câu bóng ranger. Có gái là đuổi theo không ơi? Đúng rồi. Là liêm gà. Chân lý sống của tụi tôi. Là có gái. Là liêm gờ, là liêm gờ. Nó đâu vậy? Lên rồi, nó lên rồi. Lên okay, để tôi trên bầu trời. Là lên trên. Ok, hello. Qua đây. À đây rồi, thấy rồi. Yeah. Team. Ở đây. Một the real girl đang ở đây. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Đưa tôi con. Yeah. Give me the con. Trời đất ơi, con chó này nó làm gì thế? Đồi bại vậy. Giết nó đi. Giết chó quá. Rồi. Nè, con này chắc. Ok, tôi. Oh, ok nè. Nice. Đưa lấy rồi. Trời ơi. Fucking heo con đó. Đây. Con đó khốn nạn. Mày mồm nhìn tao. Đi. Đi thôi. Thanh niên kia vẫn cứ cho người ta. Bỏ nó đi, mình đi đi. Rồi giờ thanh niên vì gái bỏ bạn kìa. Ôi trời. Còn con chó còn lại đã bị giết chết rồi. Con chó này no. Kiện cả nữa rồi. Em chết rồi hả? No. Xin cái que. Ở đây giờ không có kiếm sắt hồi nào vậy? Xin cái que. Ê mấy thanh niên, có chó ai có nói một cái... Chó biết nói. Ok đủ thôi. Ê được. Có ai có miếng sắt không vậy? Có nè, lại đây nè. Tôi không có. Ông nói cái điều ông ném vô nó là nó bị chạy chậm á. Ê, ai đi thuyền không? Để chế đợi dùm cho đương cục đi. Chắc đi thuyền chắc. Đi trên cho nó đi. Chắc. Ôi trời ơi, trao đổi sao? Mọi người đứng im vậy. Ok, cứ lấy người có thể chơi. Thôi vẫn trao đổi các bạn rồi, chúng ta xuống đi thuyền thôi anh em. Ok, còn hai đứa nữa thôi. Ok. Supply kìa, ok tôi sẽ truy tìm nó coi. Đi thuyền chắc. Âm một. Đi thuyền. Ok đi ông này, đi ông này. Đi thuyền, ai đi. Chắc không đi thuyền luôn, chắc ngầu vãi. Của bà cha. Yeah, âm xuống ngầu. Đi. Hình như nó ở giữa, đi rồi, hướng này đúng rồi. Không có la bàn, nó chỉ về giữa mà. Ông nội đó là la bàn chỉ người chơi của tôi, còn tôi đi tìm cái thứ sắp rơi kìa. Hay dạ, oh my god. Mình sẽ quay lại. Thôi chúng ta hãy chia nhau ra, đó, đâu rồi. Đây. Ở đây tôi cần chú bảo vệ với cây kiếm sắt. Ê, nó kìa. Đâu. Mày sai lầm rồi nha. Đừng lo, thay gỡ tôi boost cho. Ô, nó có kiếm ra mình nữa. No, kiếm ra mình thì làm gì nhau hả? Được nhau. Yeah. Đó, đưa tôi kiếm ra mình. Đây. Oh my god. Từ từ, kiếm diamond, give me.
Jimmy. Đừng ngay được con kiếm tay mình. Đừng kiếm sát đây. Đâu đâu đâu, ông ra, ông ra một chút đi, ông ra một chút đi. Tôi ra kìa. Rồi, có chuyện xảy ra. Cho, đừng kiếm tay mình đây. Quý, đây, dục ra. Để đó. Quý, bóng quý. Ok, thank you. Cháu không được cầm những thứ sắc nhọn. Có áo không? Có. Không. Mới lạ. Má tôi không có áo mà tôi ngáo dễ sợ. Ờ, tôi có áo, tôi có áo, tôi có Gimme. Áo. Ghê mì. Cháu không được lấy áo. Nộp, nộp, nộp. Thôi đi. Thì chả áo đây. Chỉ cần... Dù ai đấy. Chả áo không? What the fuck, áo con mà trên hội. Tim, chỉ áo với tim thôi. Người không chả áo đúng không? Người sẽ chết. Ôi trời đất ơi. Thôi đi áo. Chả áo. Thanh thiên bạo lực với động vật quá. Đã. Ok. Thanh thiên bạo lực động vật. Chứng lồn động vật. Giết chết nó đi. Bảo giờ bạo lực động vật dữ vậy. Chúng ta đang hả? Chưa, tôi coi cái âm một. Thanh niên sát hại đồng vật. Thanh giá. Thanh giá này. Oh my god. Giờ mấy 3 giờ sáng không? Chúng ta đâu có chơi lúc 3 giờ đâu đúng không? Là liễm thanh giá. 4 giờ chiều, 4 giờ chiều gần 3. Ủa cái gì? À, nó hình như nó để đó đó. Ok, chúng ta nó để. À, cái đứa sau rồi, cái đứa sau rồi, cái đứa sau rồi anh em. À, không phải, chắc. Ê, bấm lộn. Thanh niên, mấy thanh niên có địch rồi, anh không chơi địch. Anh block hit cho nó ghê. Anh em tôi địch đánh nhau. Sao nó bay cái gì? Ok. Từ từ. Còn 2 team, 3 team. Ê cái trứng thì mình quẳng vô người ta có bị gì không? À, người ta sẽ làm chậm. Ok anh em. Không phải tôi nó. Cái đó bóng tí còn cái trứng tôi biết là gì hết trơn. Trời ơi đây là đồ của cái thằng kia kìa. Đánh thôi nó đi. Đánh thôi. Ê được. Chạy kiếm, chạy kiếm. Ê. Con thanh niên là liếm quá. Chạy kiếm. Ok. Mấy thanh niên có mà. Ê, trời đất, trời đất. Ôi, ôi, nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Đất, trời đất. Oh my god. Oh my god. Ờ tôi giết nó đúng không? Cứ chơi chơi. Đây đây đây. Oh my. Ê, giết nó đi, giết nó đi. Sao tôi không đánh nó được? Ok, ok. Sao 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 hay ok, để em xem. Mì, cũng mì hết, cũng mì hết, phút vừa cũng mì hết. Yeah. Ok các bạn mình mì á. Ờ hay quá. Còn đứa nữa, còn đứa. Tôi lấy ra bàn thay rồi chú có ra bàn đúng không? No. So nice okay, team. Okay, có là bạn đây nè. Nó kêu nice team kia. No. Đi thôi. Nó biết mình team rồi. No. Nó bị bọt ở nhà, không cẩn thận đó. Tại tại con chó chứ. Trời ơi. Chó đi. Nó bị bọt. Đây rồi, đây rồi, đi theo tôi, đi theo. Ăn thịt chó không chứ? Ăn thịt chó không chứ? Đây rồi, đây rồi, đi theo tôi, xử lý cái thằng cuối cùng. Ồ đúng rồi, con chó đúng rồi. Chưa lý nó là. Ấy chạy. Không phải thằng kia, thằng kia. Từ từ. Đợi chút, đợi chút, đợi chút, đợi chút, đợi chút. Oh my god. Giờ sao chứ? Ok, giờ tìm con chó rồi. Giờ tìm con chó. Ăn thịt chó thôi. Ăn thịt chó thôi. Xin lỗi. Tôi không có ăn thịt chó đâu nhưng mà cái đợt này là tôi phải ăn thịt chó rồi. Chắc. Đúng rồi, phải ăn thịt chó rồi. Đói quá ông ơi. Ờ mình tu luyện. Con chó là em của em á, đừng giết nó. Con chó của em à. Gì? Đừng giết rồi. Của em. Đâu rồi. Đây đây thấy rồi. Nè 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 nè. Và ok các bạn, chúng ta sẽ tới với trận tiếp theo và cùng với Tiger và hai con chó sủa. Mèo mèo. Mèo mèo. Rồi sao hai okay, tụi nó khác team rồi. Hai tụi nó khác team rồi. Hai tụi mình khác team rồi. Anh nghe vậy đi. Oh, oh, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Tiger, 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 Tiger. No, 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 bro, bro, bro. Chắc chắc đâu rồi, chắc chắc chắc. Chắc chắc. Tiger, không đâu, chú đâu. Rồi, ok, ok. Gái. Ông đâu rồi, trời ơi, hai em gái này. Để tôi cứu, tôi cứu, tôi cứu. Oh my god. Oh my god Tiger. Oh my god, mà giết ai? Giết gái. Giết giết. Đưa đây. Đó, đúng rồi. Đây đây chắc 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 cái quần sắt. Yeah, mới vô full đồ sắt rồi nha. Ê ê ê, đó. Dạ. Dạ ông ơi tôi địch, dạ ông ơi địch. Yeah. Dạ cho cái mũ nè, cho cái mũ nè. Ai. Cho vũ khí luôn nè. Đó, hai thằng chia nha ơi. Thằng kia không chịu lấy vũ khí gì thôi, không có gì hết. Có người, có người. Oh my god. Cho thức ăn ngồi, cho vũ khí. Sau lưng kìa, sau lưng kìa, sau lưng kìa. The heck. Gì sau lưng có người không? The heck, the heck. Ok, mình sẽ giết anh em. Oh my god, 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 god. God, yeah. Yeah, good job Tiger. Oh my god, Tiger mới vô. Oh my god, yeah. Oh my god, tôi địch cái nha. Rồi, ok, rồi, rồi, ăn rồi, đây, đây. Yeah. Yeah. Ok các bạn, bây giờ thì chúng ta cần một con thuyền, chúng ta có thêm một con thuyền rồi. No. Chúng ta cần thêm đồ ăn. Vâng. Yeah, giờ chúng ta đi lên cái con suối. Đi theo con suối, đó là nơi chúng ta thuộc về. Cái cây này. Ô, cháu sẽ cắn tất cả, lần này cháu sẽ cắn hết vì tìm. Vâng. Đừng có cắn giá đồng đội được rồi.
Ê, stop, ta thấy một đứa rồi. Vâng. Thằng nào? Đi theo đánh đi. Đi thi. Oh my god, yeah. Why? Ê, 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 đó. Có thằng nghe rồi hả? Ồ, yeah. Bông đó, đỉnh cái, quá trường. Quá trường. Rồi, ok. Vậy nè. Tôi sẽ cố gắng bóng giá đồng đội hết sức có thể bằng cách địch. Hy vọng thế. Hy vọng thế, ok, ông nói hy vọng thế nha. Oh my god. Đó, tôi nói. Đó, tôi boost sao mà, cho tôi boost đó. Vậy, sao tự nhiên đi vậy? Cho hử tổ người ta đó. Người ta đệt. Không có người ta không có quyền cản người ta, đừng ok, chỉ là con chó. Đừng có bỏ chó. Ok. Boost. Ok, không làm gì. Ê, trên máy, trên nóc nhà kìa. Làm sao, à, lên nóc nhà được không ta? Bà cô. Đơn giản. Okay. Đây, bum. Đây rồi, quá hay. Quá hay. Hay quá. Mọi người ơi, ta có này. Hello, ăn cùng không, ăn cùng không? Ê, cho có con câu này. Yeah. Sao lên được vậy? Bà cô. Nè, mày cua lên rồi nè. Rồi, ok. Chết rồi bánh mì ăn. Đó, thức ăn ngon mà chết rồi bánh mì. Trời đất. Quê. Rồi, cũng bây giờ cần pháp bình tay rồi. Hello. Trong đây có gương. Trời, chúng ta có cái nhà. Yes. Ủa, cái đồ này, ai lấy đồ mà đồ. Pháp bình tay bộ không? Oh, cái chén ở trên nữa kia. Yes. Oh my god. Oh, sorry. I'm sick địch. Ở lạc rồi. Nè, chó, chân chó đi, tội chó. Này, cảm ơn. Ủa, ôi trời ơi, tôi đè lạc rồi. Oh my god, tay gờ không đâu. Đây. Tôi đây. Đây là đâu? Đây là đâu lạc rồi. Rồi xong lạc cho mỗi đứa một con chó. Ê, rồi lấy lên. Một con chó chưa. Ê, thấy con thằng ở dưới rồi. Đi gió. Ok, chúng ta đi làm người ta tự hào thôi bằng cách địch. Đi gió. Quá đi ready. Ôi trời. Đâu rồi gì con chó. Tụi em gì con chó mà trời. Đây đây. Đâu rồi? Hello Frame. Đâu rồi? À đây. À. Ôi trời ơi. Rồi hay quá. Ôi mày quá tôi giết rồi. Xin lỗi. Còn một team đỏ nữa, một team đỏ chạy về mít chạy về mít. Không có. Chạy về mít. Rune. Oh my god, mấy chú biết gì tôi vừa địch cả hai thằng một cách rất là bất ngờ. Đây là chiến giới một team. Tôi địch tôi nó bằng cách rất bất ngờ. Oh my god, tôi thật là tự hào vì bản thân. Ok, cái đó gửi đâu vậy? Tôi không biết. Đâu no, nó không biết. Ok, kìa, tôi nghe tiếng, tôi nghe tiếng. Where? Tiếng ở đâu cơ? Em biết đâu nè. Em đó. Ở đây, nó chạy qua đây. Đây theo em. Ok. Đi theo con chó. Mấy con chó này đánh. Đang đánh thôi. Chú kia là chó đã thấy rồi. Nhanh lên. Đều. Lấy. Oh my god, con chó đánh thôi thấy rồi kìa. Oh my god, tự hào con chó quá. Ui, đâu. Con chó kia hãy cắt đâu mà. Oh my god. À, đợt. Yeah. Để chó đi đánh thôi biết đây. Đi theo chó. Đánh thôi đi. Ok. Còn anh không? Còn hai người. Đi theo chó. Ôi tôi nghe thấy tiếng giết người. Đi theo chó. Con chó ngửi thấy mùi rồi. Đâu? Chó đâu? Con chó nào ngửi thấy? Bên này nè. Theo chó. Đâu? Chó ngửi thấy mùi rồi. Này nè. Lẹt rồi. Vì đâu vậy? Quay. Where are you now? Đứng sau lưng nè. Ôi trời đất ơi, có nói chung có tìm không vậy? Đi theo chó. Đang tìm. Where are you now? Này sau lưng. Nhảy đi đâu vậy? Có cái player tracker mà tự nhiên cả đám đứa ở đây rồi lạc mất tiêu tay gờ nữa rồi trời. Đi theo chó. Chó ngửi thấy mùi rồi. Tôi luôn mỗi giây phải địch một lần mấy người. Ê, có thấy một đứa rồi. Đâu rồi? Ok, tôi cần tìm cái enchantable nữa. Where is it? Theo chó. Tại cơ. No. No. Theo chó. No. Chúng ta đã quá chậm rồi. Nữa. Chúng ta không kìa, còn gì nữa. Kìa. Chó ngửi đúng mùi rồi. Đâu? Đâu? Nhanh.
kìa. À, nói không chữ. Đêm Sơn, đêm, đêm. Đêm Sơn. Oh my god. Rồi thằng kia nữa đâu? Thằng kia đây. Đêm Sơn. Yeah, đêm Sơn, tôi giết hết tất cả mọi người. Tôi giết hết tất cả mọi người. What the fuck, rồi chú chết hả? Chó rồi. Chó đang ngồi. Chó đang cắn nhau. Chó đang cắn nhau. Chó cắn nhau nhau, đỡ không chữ. Win. Bye bye chó. Vô chơi tay rồi, trước khi giết, cho tôi địch. Cho tôi giết chó đi. Tôi địch. Ok, và cảm ơn các bạn xem video này. Nếu thấy hay thì hãy like và qua để ủng hộ channel của mình và Tiger. Ok, và vậy thôi. Chúc các bạn ngày tốt lành. Bye.